Mô hình nuôi thâm canh giống vịt biển 15 Đại Xuyên do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh triển khai tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên bước đầu đạt được những kết quả tốt. Vịt nuôi thích nghi với môi trường, tăng trọng nhanh, mở ra hướng đi mới cho người dân vùng bãi ngang ven biển. Là thời gian là khoảng độ 40 9 ngày đến 50 ngày là một lượng con là tới là khoảng 2 kg 6, 2 kg 2 đến 2 kg 6. Rất cái phù hợp với môi trường là coi như là viên miền nước biển mặn mà xuyên Việt đây. Theo tính toán của các hộ nuôi, với giá dao động từ 50 đến 55 nghìn đồng 1 kg, sau khi trừ mọi chi phí, một lứa vịt có thể mang về nguồn thu nhập khoảng 32 đến 35 triệu đồng. Giống vịt biển 15 Đại Xuyên là giống vật nuôi mới, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận có sức đề kháng tốt, khả năng thích nghi cao với môi trường khác nhau như nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Mặc dù mới lần đầu đưa vào nuôi trên địa bàn, nhưng qua thời gian thả nuôi, giống vịt này thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên nơi đây, dễ chăm sóc, phàm ăn và nhanh lớn. Xây dựng mô hình vịt biển 15 Đại Xuyên tại xã Cẩm Hòa, qua kiểm tra theo dõi, đánh giá, qua 60 ngày nuôi, đàn vịt đã phát triển tốt và có trọng lượng bình quân từ 2 cân rưỡi đến 3 cân, tỷ lệ sống đạt từ 95 đến 96%. Thì qua cái kiểm tra cũng như khẳng định rằng với cái vịt biển 15 Đại Xuyên được nuôi tại Cẩm Hòa là có cái hướng phát triển tốt và có thể nhân rộng. Mô hình chăn nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên ngoài tăng thêm thu nhập còn được xem là mô hình phù hợp với điều kiện của các vùng ven biển, góp phần bổ sung loại giống mới và giúp người dân có thêm cơ hội lựa chọn đối tượng nuôi có chất lượng cao để phát triển kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem một nội dung ngắn về giống vịt biển 15 Đại Xuyên hiện đang được nuôi tại bãi ngang ở tỉnh Hà Tĩnh. Mô hình này cho chúng ta thấy là có một giống vịt có thể sinh trưởng và phát triển ở môi trường nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ. Để quý vị và bà con nông dân có thể hiểu rõ hơn về giống vịt đặc biệt này, ngày hôm nay Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Vịt biển 15 Đại Xuyên, giống thủy cầm hoàn hảo cho vùng ven biển, cùng với sự góp mặt của hai vị khách mời. Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vâng, xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, Viện Chăn nuôi. Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Duy ạ. Vâng, thưa ông, tại sao giống vịt này lại được đặt tên là giống vịt biển 15 Đại Xuyên ạ? Đối với cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này thì cũng là một cái gắn liền với cái hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Thì bắt đầu từ năm 2012 thì trung tâm tiến hành nuôi khảo nghiệm cái giống vịt này ở tại trung tâm, cũng như là các nhà khoa học của trung tâm đã đưa nuôi khảo nghiệm ở tại xã Đồng Duy, huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh. Thì trong cái quá trình nuôi mà gần 2 năm thì trung tâm đã tổng kết các cái năng suất cũng như là đánh giá cái khả năng thích nghi của nó đối với cái điều kiện của Việt Nam cũng như là cái điều kiện đối với cái nước mặn. Thì sau đó là trung tâm đề nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất để công nhận cái giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2014 thì đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bằng thông tư 18 năm 2014. Ngoài cái đặc điểm mà đặc biệt đó là giống vịt này có thể sinh trưởng phát triển ở rất nhiều loại môi trường nước, thì giống vịt biển 15 Đại Xuyên này còn có đặc điểm đặc biệt nào hay không ạ? Trong cái quá trình nghiên cứu thì các nhà khoa học của trung tâm thì cũng đã tập trung vào ngoài cái đánh giá cái khả năng sản xuất cũng như là đi về cái nghiên cứu về cái cấu trúc vi thể của cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này, thì chúng tôi cũng đã có một cái công trình là đánh giá về cái tuyến muối của cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này. Thì nó đặc biệt là so với các giống khác thì cái tuyến muối nó không có, hoặc là nếu mà có những giống nào có thì rất là nhỏ, nhưng riêng đối với cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này thì có một cái tuyến muối ở trên sống mũi của con vịt thì rất là to, thì nó có cái tác dụng là vừa để lọc cái muối để trong cái quá trình cho cái phục vụ cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Vâng, thưa bà Thúy Hạnh, có phải chính bởi vì cái đặc điểm phổ thích nghi rộng cũng như là những cái đặc điểm đặc biệt của vịt 15 Đại Xuyên như ông Duy vừa mới nêu ra mà Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã lựa chọn vịt biển 15 Đại Xuyên để có thể nuôi thí điểm mô hình ở các vùng ven biển hay không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì cũng từ năm 2012 khi mà Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
đã đưa cái giống vịt biển nuôi thích nghi ở tại Quảng Ninh, và chúng tôi cũng nhận thấy sau khi được công nhận tiến bộ kỹ thuật cũng như là có những cái quy trình về chăn nuôi thì chúng tôi cũng đưa vào cái trình khuyến công. Tại thời điểm đó thì chúng tôi cũng đưa vào 3 tỉnh là Thái Bình, Quảng Ninh và Nam Định, một số tỉnh để nuôi thích nghi, thì cũng thấy rằng là cái giống vịt biển Đại Xuyên này thì nó thích nghi ở cái điều kiện nước muối 3/1000 và con vịt thì cũng sinh trưởng phát triển tốt, có cái tỷ lệ sinh trưởng tốt và cái tỷ lệ sống cũng rất là cao, khoảng 97%, và cái khối lượng tăng trọng rất là tốt, và đặc biệt là khi mà nuôi ở cái vùng ven biển thì cũng tận dụng được những cái thức ăn cũng như là ở cái vùng ven biển, nên là được bà con nông dân ở các địa phương rất là tốt, rất là quan tâm và đưa vào nuôi rất là thích nghi, rất là tốt. Ngoài ra thì cũng được thị trường rất là tiêu thụ, rất là ưa chuộng. Vì thế xin phép được hỏi tiếp ông Nguyễn Văn Duy, đó là với những chia sẻ từ đầu chương trình, đây là giống vịt có thể thích nghi được cả ba môi trường, đó là nước mặn, nước ngọt và nước lợ. Vậy không biết là môi trường nào là ưu việt nhất cho loài vịt này sinh trưởng và phát triển ạ? Dạ vâng, thì đối với cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này, nó có một cái đặc điểm là cái khả năng thích nghi với cái điều kiện môi trường rất là tốt. Ban đầu thì chúng tôi làm các cái quá trình nuôi thích nghi và quá trình chọn lọc thì là hoàn toàn ở Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên là sử dụng là môi trường là nước ngọt hoàn toàn, và sau khi mà quá trình tiến hành thì chúng tôi đưa ra các cái vùng nước lợ, vùng nước mặn cũng như là cái chương trình khuyến nông của bên Trung tâm khuyến nông quốc gia chủ trì đấy, là cũng đưa ra các cái vùng bãi ngang rồi vùng nước lợ nước mặn. Thì cái đặc điểm của cái con vịt này thì cái sức sống của nó với mỗi một cái môi trường thì rất là tốt, và nếu mà có thể nói được thì là môi trường tốt nhất thì vẫn là cái môi trường nước lợ, nhưng mà tuy nhiên thì cái môi trường nước mặn thì cũng cái khả năng sản xuất cũng rất là tốt, và để phù hợp với cái khả năng sinh trưởng ở đấy thì trong chỉ cần lưu ý là trong cái tuần đầu tiên, vì cái con vịt thì cũng vẫn cần phải nuôi úm giai đoạn 1 tuần tuổi là ở trong chuồng, thì sau khi mà đã con vịt đã sinh trưởng phát triển tốt rồi thì chúng ta có thể thả được ra ở môi trường nước mặn cũng như môi trường nước lợ. Đó là môi trường nước mặn và nước lợ. Vậy nếu bà con mà nuôi vịt này ở môi trường nước ngọt thì cái đặc điểm sinh trưởng phát triển cũng như là cần lưu ý thì có cần nhiều hay không ạ? Đối với cái môi trường nước ngọt, vịt cũng sinh trưởng phát triển rất là tốt, và cái ngoài cái quá trình mình thực hiện với cái các cái điều kiện cơ bản thì cũng cần phải thực hiện đầy đủ các cái sử dụng các cái loại vaccine như tất cả các cái giống vịt khác để đảm bảo được cái công tác phòng dịch các thứ. Còn cái việc mà chúng ta cần lưu ý để có thể thay đổi môi trường sống cho vịt thì đối với cả ba môi trường nước mặn, nước ngọt, nước lợ, đây là loài vịt mà có cái đặc điểm thích nghi là rất là tốt, thế nên không cần phải quá chú trọng vào cái việc mà thay đổi môi trường sống của vịt, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Như ban đầu tôi có nói là cái con vịt biển 15 Đại Xuyên này thì cái khả năng thích nghi của nó rất là tốt, thay đổi môi trường nào nó cũng vẫn thích nghi và vẫn sinh trưởng phát triển. Vâng, thưa bà Thế Hạnh ạ, kết quả nuôi các mô hình vịt biển 15 Đại Xuyên tại 5 tỉnh ven biển do Trung tâm Khuyến Nông tổ chức đến nay ra sao? Và bà có lưu ý điều gì đối với những người nông dân trong việc tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình này trong thời gian tới ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, khi mà chúng tôi cũng triển khai các chương trình khuyến nông ở các cái tỉnh ven biển thì như tôi đã nêu là cái giống vịt biển này thích nghi rất là cao, tỷ lệ nuôi sống rồi là cái khả năng tăng trọng rất là tốt, và cái con trưởng thành thì cũng khoảng 2,7-2,8 một con, và đặc biệt là được thị trường rất là ưa chuộng. Và cái khi mà đưa vào cái tỉnh ở ven biển thì hiện nay thì bà con nông dân cũng đã nuôi thích nghi rất là tốt và được nhân rộng. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai chúng tôi cũng yêu cầu bà con là cũng phải thực hiện theo các cái giải pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, trong đó có vấn đề công tác về sử dụng các loại vaccine đầy đủ theo như là giống như cả các cái giống gia cầm khác. Cái thứ hai nữa là cái thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học làm sao để đảm bảo để cho con vịt được sinh trưởng phát triển tốt nhất. Cái thứ ba nữa là bà con thì cũng có thể tận dụng những cái nguồn thức ăn ở vì cái con vịt biển nuôi ở ven biển thì cũng có thể là có tận dụng nguồn thức ăn đấy, thì bà con cũng có thể là sử dụng cho vịt biển này, vì vậy mà có cái giảm cái chi phí thức ăn đầu vào cho giống vịt biển, vì vậy mà cái thu nhập cho bà con nông dân nuôi từ vịt biển thì cũng khá hơn rất nhiều so với cả các nuôi ở trên các địa bàn khác. Và chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con nông dân hiện nay thì không những là chỉ có nuôi con vịt thương phẩm, mà khi chúng tôi triển khai mô hình dự án khuyến nông thì chúng tôi đưa cả vào những cái mô hình về ấp nở để cung cấp các cái máy ấp nở cũng như là các cơ sở ấp nở gia cầm tại chỗ, thì để làm sao để tạo thành một cái liên kết sản xuất. Ví dụ như tại Quảng Ninh cũng như Thái Bình thì đưa ra thành các hợp tác xã, trong đó thì có những cái hộ
mà nuôi con vịt bố mẹ, và có những cái hộ mà nuôi vịt ấp nở nữa, để làm sao để cung cấp đủ cái con vịt một ngày tuổi cho bà con nông dân quanh vùng để nuôi. Ngoài ra thì còn có các giải pháp kỹ thuật về úm con vịt này trong giai đoạn một tuần tuổi, để làm sao để có con giờ vịt giống vịt biển tốt nhất cho bà con nông dân khu vực xung quanh, để có thể nhân rộng lan tỏa cái dự án này. Vì vậy mà ngoài ra thì việc mà thành lập các cái tổ hợp tác cũng như hợp tác xã để tạo thành cái liên kết sản xuất và thu mua các cái sản phẩm cho bà con, nên là nhiều địa phương hiện nay thì cái giống vịt biển cũng như sản phẩm từ vịt biển, kể cả thịt cả trứng, cũng có tạo ra những cái sản phẩm ô cốp ở các địa phương. Thì đánh giá đây là một cái tiềm năng cũng rất là tốt. Bên cạnh những vật nuôi khác thì vịt biển cũng là một vật nuôi mà rất là phù hợp với các vùng ven biển, và được bà con thực tế hiện nay là được nhân rộng rất là rộng rãi và được thị trường rất là ưa chuộng. Thì đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng là thể hiện được cái tính bền vững như lan tỏa của các chương trình khuyến nông trong thời gian vừa qua. Có thể thấy là chương trình nuôi vịt biển tại 5 tỉnh ven biển của Trung tâm Khuyến Nông vừa rồi đã rất thành công. Vậy thì không biết là đối với 27 tỉnh thành tại Việt Nam đều có biển như vậy, thì không biết Trung tâm Khuyến Nông dự kiến trong thời gian tới liệu có triển khai chương trình nuôi vịt biển ở tất cả các tỉnh thành hay không ạ? Thực ra như tôi đã nêu thì cái giống vịt biển này, cái tính thích nghi nó rất là cao và cái khả năng sinh trưởng rất là tốt. Cũng như là như tôi nêu thì cái ngoài cái việc mà chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với cả nguồn thức ăn tại chỗ, thì cái việc mà giảm chi phí đầu vào nên bà con nông dân rất là ưa chuộng. Hiện nay thì các tỉnh ven biển hầu như là đã triển khai mô hình nuôi cái vịt biển này. Có thể từ các người dân cũng có thể tự tham khảo ở các cái cán bộ khuyến nông các địa phương để có các cơ sở cung cấp giống gia cầm tốt và thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học để nhân rộng lan tỏa ra các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển. Hiện nay thì hầu như là cái giống vịt biển, đặc biệt cái BC15 đưa vào là bà con tiếp nhận rất là tốt và cũng được nhân rộng lan tỏa với cái yêu cầu của thị trường hiện nay, cũng như là với cái việc mà hình thành các liên kết sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác hiện nay, thì cái vịt biển cũng đưa vào là tương đối là phát triển mạnh ở các địa phương, đặc biệt là các tỉnh ven biển hiện nay. Vâng ạ, như vậy là những người nông dân ở các tỉnh thành ven biển trên cả nước ta đã nhìn vào những cái mô hình mà Trung tâm Khuyến Nông đã gây dựng cho 5 tỉnh và cũng đã tự nhân rộng những cái mô hình nuôi vịt biển ra. Ngoài ra thì thực ra thì ngoài cái việc mà tổ chức xây dựng các cái chương trình mô hình khuyến nông, thì chúng tôi cũng có những cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết hợp với bên Trung tâm Vịt Đại Xuyên, cũng đã cung cấp hướng dẫn cho các hộ mô hình, hộ trong và ngoài mô hình, để có những cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt cho nó đúng điều kiện, đúng theo đúng quy trình. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tổ chức các cái diễn đàn khuyến nông bằng cộng nông nghiệp liên quan đến vấn đề chăn nuôi vịt biển, để là cũng là nơi chia sẻ các kinh nghiệm của bà con nông dân, đặc biệt là vấn đề là tổ chức các liên kết sản xuất để làm sao bà con có thể có liên kết với nhau để tạo thành ra những cái sản phẩm có giá trị và một số sản phẩm ô cốp nữa. Thì tôi nghĩ đây là một cái tiềm năng rất là lớn, mà bên cạnh những cái phần nuôi khác thì vịt biển cũng là một cái tiềm năng cho những tỉnh ven biển hiện nay. Vâng, hy vọng là với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông thì trong thời gian tới các tỉnh ven biển của Việt Nam chúng ta cũng thể nhân rộng được mô hình nuôi vịt biển Đại Xuyên này ra hơn nữa, để có thể tăng cái tiềm lực kinh tế cho bà con nông dân. Thu nhập cho bà con nông dân, và cũng là một cái giải pháp rất là phù hợp, đặc biệt là với cái vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay thì các vùng ven biển cái tỷ lệ độ mặn nó cũng bắt đầu tăng lên, thì cái việc vịt biển cũng là một cái vật nuôi mà thích nghi. Khi mà những vật nuôi khác không có thể không nuôi được thì vịt biển cũng là một giải pháp cho những vùng ven biển, mà đặc biệt là những cái vùng bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng, thì cái tỷ lệ mặn 3/1000 cũng là phù hợp cho con vịt biển này vẫn có thể sinh trưởng, duy trì, phát triển tốt. Chúng tôi đánh giá thì đây là một cái tiềm năng mà cho cả những cái vùng ven biển và những cái vùng bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu nữa. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ ban đầu của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự về một mô hình vịt biển liên kết theo chuỗi thành hợp tác xã ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xuất phát điểm từ một mô hình chuyển giao do ngành khuyến nông và Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên triển khai tại huyện Tiền Hải, anh Ngô Văn Duẩn và những thành viên trong hợp tác xã đã nâng tầm con vịt biển 15 Đại Xuyên lên thành sản phẩm ô cốp 4 sao được nhiều người biết tới. Để có được kết quả này, quy trình chăn nuôi cũng có sự khác biệt, tạo được sự đồng đều cao và đặc biệt duy trì được sự ổn định của chất lượng. Ngay từ ngày đầu để xây dựng được cái thương hiệu chuẩn hơn, thì ngoài cái quy trình chăn nuôi theo của Trung tâm Vịt Biển 15 Đại Xuyên đưa ra, chúng tôi có bổ sung thêm về cái nước uống, đó là dùng chế phẩm EM tỏi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam bổ sung vào. Hai nữa về thức ăn, thì khác với lại cái thức ăn bình thường như các cái hộ chăn nuôi khác là mua thức ăn ở các đại lý hoặc công ty về cho ăn, thì chúng tôi đã đặt riêng một công ty Sao Việt tại Hải Dương sản xuất cái công thức thức ăn dành cho vịt đẻ và vịt thịt đối với vịt biển của chúng tôi.
Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên hiện có 58 thành viên, với quy mô tổng đàn luôn duy trì từ 6.000 đến 8.000 vịt biển sinh sản và hơn 10.000 vịt biển thương phẩm. Trong quá trình chăn nuôi, các thành viên của hợp tác xã đều tuân thủ theo quy trình khép kín, từ con giống, thức ăn cho đến đầu ra. Nhờ vậy mà hiệu quả kinh tế đạt được rất cao. Tính riêng năm 2021, hợp tác xã đạt thu nhập trên 14 tỷ đồng từ mô hình vịt biển thương phẩm và cung cấp ra thị trường khoảng 156 vạn quả trứng, doanh thu trên 6 tỷ đồng. Hiện nay đối với cái mô hình của hợp tác xã chăn nuôi khép kín như vậy đã nâng cao được cái tầm giá trị của giống vịt biển, của giống vịt biển 15 Đại Xuyên về cả chất lượng trứng và chất lượng thịt. Đối với cái sản phẩm của trứng vịt biển và sản phẩm thịt của vịt biển thì qua quá trình mà nghiên cứu của hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp tại đảo Đông Xuyên thì sản phẩm trứng đã đạt 4 sao OCOP. Vịt biển Đông Xuyên là một cái mô hình rất là điển hình, bởi vì nó thứ nhất là nó có cái thế mạnh của cái vùng biển, có cái lợi thế. Cái thứ hai là cái tập trung xây dựng thương hiệu từ ban đầu. Cái thứ ba là cái đánh giá cao về cái tập trung của hợp tác xã Đông Xuyên, cho nên tạo ra được một cái sản phẩm rất là chất lượng. Đấy, đã khẳng định được cái vị thế trên thị trường. Và đến nay chúng tôi đánh giá là đây là một cái mô hình tương đối tốt, triển vọng phát triển tốt và đang tập trung để cho tham quan học tập để nhân rộng. Giống vịt biển 15 Đại Xuyên có chất lượng thịt thơm ngon, trọng lượng cơ thể lớn, thích nghi tốt với điều kiện nước ngọt, nước lợ và đặc biệt là cả nước mặn. Bên cạnh đó, do là giống vịt kiêm dụng nên vịt tự kiếm thức ăn ngoài tự nhiên rất tốt và giảm được rất nhiều chi phí thức ăn, mà chất lượng thịt và trứng cũng nhờ đó thơm ngon hơn. Có thể nói, thành công của thương hiệu vịt biển Đông Xuyên và trứng vịt biển Đông Xuyên là một mô hình hợp tác xã kiểu mới và nông dân thời đại mới. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Duy ạ, qua phóng sự vừa rồi là mô hình nuôi vịt biển tại hợp tác xã Đông Xuyên, theo ông có phải việc hình thành nên các hợp tác xã và tổ chức hợp tác chính là một mảnh ghép còn thiếu của chuỗi liên kết từ nghiên cứu con giống đến chuyển giao và thương mại sản phẩm hay không ạ? Đối với cái chỗ hợp tác xã Đông Xuyên ấy, cũng như là rất nhiều các cái mô hình ở các nơi khác ở các tỉnh, thì cũng là với cái sự giúp đỡ của chương trình khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai ở các địa phương. Thì trong đó thì có hợp tác xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thì khi mà ban đầu thì các hộ cũng tham gia vào cái quá trình nuôi con vịt biển 15 Đại Xuyên này, thì cũng với các cái đánh giá là con vịt có cái khả năng sinh trưởng và phát triển phù hợp với cái điều kiện ở tại vùng nước lợ ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thì các hộ cũng bắt đầu từ khi mà nuôi và sau khi kết thúc cái chương trình của khuyến nông thì các hộ đã tự bỏ cái kinh phí ra để nuôi và đồng thời phát triển cái mô hình của hợp tác xã, và cũng với cái sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng như là các cái hiệp hội rồi các cái đơn vị ở trong tỉnh thì đã thúc đẩy cái quá trình phát triển và sản xuất cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và đồng thời thì cũng xây dựng những cái sản phẩm OCOP để phục vụ cho cái nhu cầu thực phẩm ở trong tỉnh cũng như là phục vụ cái nhu cầu thực phẩm ở cho địa bàn Hà Nội. Vâng ạ, đối với cái việc thương mại sản phẩm vịt 15 Đại Xuyên thì không biết là cái tiêu chuẩn đầu ra cho cái con vịt 15 Đại Xuyên này để người nông dân có thể bán được đi là gì ạ? Vâng, đối với cái để đánh giá thì cái quan tâm đầu tiên nhất vẫn là về cái chất lượng của cái sản phẩm. Đấy chính là cái tiêu chí quan trọng nhất. Thì đối với cái giống vịt biển 15 Đại Xuyên này thì nó có cái khả năng sinh trưởng phát triển tốt rồi, và đồng thời là cái chất lượng thịt thì cũng rất là ngon và đáp ứng được cái yêu cầu của cái người tiêu dùng. Và ngoài ra thì với cái sự quảng bá của cái sản phẩm liên quan đến các cái kênh tiêu thụ nữa thì đã tạo ra thành cái thương hiệu về cái con vịt biển này đối với người tiêu dùng. Vâng, thưa bà Hạnh, tôi xin được phép hỏi là đối với một cái loài vịt biển hiện đang được rất nhiều người nông dân đang nuôi, bởi vì là cái sự thích nghi của nó đối với môi trường rất là tốt, nhất là trong cái tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay. Vậy không biết bà có thể chia sẻ rõ hơn về thông tin về những cái hiệu quả kinh tế mà cái con vịt biển 15 Đại Xuyên này mang lại cho người nông dân ạ? Vâng, thực tế thì chăn nuôi hiện nay, nếu như bà con chăn nuôi mà làm thực hiện tốt về các cái quy trình chăn nuôi cũng như thực hiện tốt về an toàn sinh học
thì đều còn mang lại cái hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi hiện nay. Và thực tế các địa phương hiện nay thì cái công tác tái cơ cấu nông nghiệp các địa phương thì hầu như cái chăn nuôi cũng là một cái ngành đang bà con rất là được ưu tiên ở các địa phương. Và bà con nông dân thì chúng tôi qua cái mô hình khuyến nông, tôi nhận thấy rằng là nếu như mà trong chăn nuôi hiện nay mà bà con nông dân của chúng ta mà thực hiện tốt, ví dụ như vịt biển chẳng hạn, thì ở một số tỉnh hiện nay thì cái lợi nhuận cho nuôi khoảng 1.000 con vịt thì cũng khoảng 40 triệu cho trong một lứa. Và cái tăng so với ngoài mô hình, tức là so với chăn nuôi bình thường hiện nay thì cũng khoảng độ 15-17%. Chúng tôi đánh giá đây là hiệu quả rất là tốt. Và một năm thì bà con chăn nuôi thì nếu như mà chăn nuôi đại trà thì cũng có thể nuôi khoảng độ 5-6 lứa thì cũng mang lại cái hiệu quả lợi nhuận kinh tế cho bà con nông dân hiện nay. Chúng tôi đánh giá vì vậy mà đấy cũng là cái yếu tố mà là cái việc mà mang lại cái hiệu quả kinh tế nên bà con nông dân cũng rất là ưa chuộng. Và đặc biệt là như anh Duy nói thì cái giống vịt biển này ngoài cái chất lượng thịt thơm ngon mà được ưa chuộng thì cái trứng vịt biển cũng là một cái sản phẩm mà hiện nay được tiêu dùng rất là tốt. Vì cái trứng vịt biển thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó cũng rất là cao. Và đặc biệt là cái vận chuyển cái trứng vịt biển cũng dễ dàng thuận lợi hơn so với cả trứng vịt thông thường, nên là bà con nông dân cũng rất là ưa chuộng và được thị trường ưa chuộng. Và cái việc mà tiêu thụ cũng rất là dễ dàng. Đặc biệt vừa qua thì các cái tổ hợp tác liên kết hợp tác xã, nhưng ngoài cái việc ở Thái Bình hay là Nam Định hay Quảng Ninh thì một số các địa phương hiện nay cũng thành lập các hợp tác xã chăn nuôi vịt biển, từ con giống cho đến ấp nở cho đến con giống thương phẩm, tạo thành một cái chuỗi liên kết và tạo ra cái sản phẩm rất là tốt và được tiêu thụ rất là rộng rãi. Thì đây cũng là một yếu tố mà để kết gọi là giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con nông dân trong việc phát triển vịt biển trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi hy vọng thời gian tới thì bà con nông dân tiếp tục chăn nuôi cái giống vịt biển này, nhưng mà cũng phải thực hiện đúng quy trình và thực hiện tốt an toàn sinh học để đảm bảo là đàn vịt của chúng ta sinh trưởng phát triển tốt, nhưng mà vẫn phải đảm bảo phòng trừ dịch bệnh. Thì đây cũng là một yếu tố mà chúng tôi nghĩ là thời gian tới hy vọng bà con nông dân tiếp tục triển khai thực hiện. Dạ vâng ạ. Nhân nói về cái câu chuyện mà tiếp tục nhân rộng và triển khai các cái mô hình hợp tác xã này, không biết là từ cái mô hình của hợp tác xã Đông Xuyên mà chúng ta vừa xem vừa rồi, thì không biết là trung tâm khuyến nông mình có cái kế hoạch gì để có thể phát triển và mở rộng hơn nữa các cái mô hình như vậy không ạ? Vâng, thì thưa quý vị, thưa bà con, thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có lẽ là cái điểm tốt nhất là nông dân học từ nông dân. Thì qua cái mô hình vừa có hiệu quả kinh tế, vừa hiệu quả về mặt môi trường bởi vì nó thích ứng biến đổi khí hậu, vừa hiệu quả mặt xã hội khi mà tạo ra nhiều cái sản phẩm lợi nhuận cho bà con nông dân, thì người dân sẽ gọi là tự nguyện có thể phát triển thêm. Thế còn ngoài ra thì cơ quan khuyến nông quốc gia cũng phối hợp với cơ quan trung tâm khuyến nông các tỉnh thì thường xuyên là tổ chức các cái diễn đàn khuyến nông bằng cầu nông nghiệp liên quan các cái việc liên quan đến vấn đề công tác giống, liên quan quy trình nuôi, rồi liên quan đến vấn đề an toàn sinh học và các cái liên kết sản xuất trong chăn nuôi. Thì đây thông qua các diễn đàn này thì bà con nông dân cũng được chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là có sự kết nối giữa các nhà thu mua cũng như là các người nông dân, các hợp tác xã để giúp cho bà con nông dân có thể yên tâm vào cái việc chăn nuôi, đặc biệt là vấn đề chăn nuôi con vịt biển. Dạ vâng ạ. Như vậy là người nông dân có thể yên tâm một phần nào về cái vấn đề đầu ra, là luôn có trung tâm khuyến nông sẽ hỗ trợ. Trung tâm khuyến nông quốc gia hỗ trợ mặt kỹ thuật thôi, còn đầu ra thì bà con nông dân hiện nay có cái liên kết sản xuất, các hợp tác xã cũng thực hiện rất là tốt, nhưng mà với cái tình hình chăn nuôi nói chung và chăn nuôi vịt biển nói riêng thì cũng khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là phải thực hiện tốt an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là vấn đề các quy trình về giống, về quy trình và quy trình vaccine và các cái an toàn sinh học trong chăn nuôi thì mới đảm bảo được là cái đàn vật nuôi của chúng ta sinh trưởng phát triển tốt. Thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, bà con chúng ta phải thường xuyên là phải thực hiện đúng, chứ còn cũng không thể chủ quan. Nhiều khi là có khi là cũng có những hộ chẳng hạn chủ quan chẳng hạn, thì làm cho nếu mà dịch bệnh xảy ra thì không những là ảnh hưởng đến hộ nhà mình còn ảnh hưởng đến các cái hộ xung quanh nữa. Nên chúng tôi thường xuyên khuyến cáo là phải thực hiện tốt vấn đề an toàn sinh học trong chăn nuôi hiện nay. Dạ vâng, còn một vấn đề nữa đó là về cái biến đổi khí hậu ấy ạ. Đối với tình hình thời tiết ở miền Nam thì sẽ là duy trì một mùa, thế nhưng ở ngoài Bắc chúng ta có mùa hè, mùa đông. Vậy không biết là cái giống vịt biển này có thích nghi được với các cái tình hình nhiệt độ thay đổi như vậy không ạ? Vâng, chúng tôi cũng đánh giá rằng qua các cái báo cáo thì vấn đề mùa với con vịt biển cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ có điều là như tôi đã nêu là ở một số các cái vùng có độ mặn cao đấy thì cũng có thể con vịt biển có tính thích nghi rất là tốt. Thế còn mùa vụ không vấn đề gì, miễn là bà con chúng ta cũng phải chăn nuôi theo đúng quy trình. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay. Vâng, mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì quý vị cũng như bà con nông dân, những người đang có ý định lựa chọn để chăn nuôi giống vịt biển 15 Đại Xuyên này cũng có được cho mình những kiến thức cần thiết để có thể có được một đàn vật nuôi thật là khỏe mạnh và đạt được hiệu quả kinh tế cao.
cũng như là qua mô hình liên kết theo chuỗi của Hợp tác xã Đông Xuyên Thái Bình cũng sẽ gợi mở cho bà con nông dân những cái mô hình liên kết để sản xuất một cách lành mạnh và phát triển bền vững. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.